Nguyên Phó Thủ tướng Nguyễn Khánh đã qua đời vào tối qua tại bệnh viện Trung ương Quân đội 108 hưởng thọ 95 tuổi. Trong suốt quá trình phấn đấu trưởng thành, ông luôn giữ phẩm chất người đảng viên, ngay cả khi đương chức và khi trở về đời thường. Đặc biệt trong thời gian còn công tác, nguyên Phó Thủ tướng Nguyễn Khánh cũng dành nhiều tâm huyết để cùng chính phủ và các cơ quan nghiên cứu khoa học tích cực chuẩn bị về mọi mặt để đưa Internet vào Việt Nam giai đoạn 1990-1997. Từng được truyền thông bình chọn là một trong 10 cá nhân có ảnh hưởng lớn nhất đến sự phát triển của Internet ở Việt Nam. Với ông Mai Liêm Trực, nguyên Thứ trưởng Bộ Biêu chính Viễn thông, thì nguyên Phó Thủ tướng Nguyễn Khánh là người có vai trò quan trọng trong quá trình chuẩn bị để đưa Internet vào Việt Nam vào những năm đầu thập niên 90 của thế kỷ trước. Thời điểm đó, Internet cũng mới bắt đầu phát triển trên thế giới và Việt Nam đang có nhu cầu hội nhập quốc tế, thì nhiều nhà lãnh đạo chính phủ cũng như một số nhà khoa học cho rằng cần sớm đưa Internet vào Việt Nam. Tuy nhiên, cũng có nhiều ý kiến lo ngại về những tác động tiêu cực đến tư tưởng, dư luận. Nguyên Phó Thủ tướng tướng nguyễn khánh lúc đó là một người có tư duy đổi mới nhưng cũng xử lý hài hòa giữa các ý kiến ủng hộ và không ủng hộ việc việt nam hòa mạng internet toàn cầu phó thủ tướng nguyễn khánh lúc bây giờ là cũng ủng hộ cái ý kiến là thôi quãng lên đâu thì mở đến đấy à, tức là nếu chưa quãng được cái gì chưa quãng được thì chưa quãng thì thực ra chúng tôi cũng không không thật hài lòng lắm với cái quan điểm quản lý đấy hay là nguyên tắc quản lý đấy nhưng mà cũng thông cảm về cuộc phải xử lý tương đối hài hòa để mà nếu không thì nó lại bị chậm lại nữa. Thời điểm đó, Nguyên Phó Thủ tướng Nguyễn Khánh cho rằng, về mặt kỹ thuật, Việt Nam có thể mở Internet sớm hơn. Tuy nhiên, ông muốn chính phủ và các nhà khoa học cần chuẩn bị kỹ cả về điều kiện kỹ thuật, hạ tầng, mạng lưới, nguồn nhân lực, các cơ chế chính sách quản lý và quan trọng nhất là sự chuẩn bị về mặt tư tưởng. Và sau quá trình chuẩn bị kỹ lưỡng, ngày 19 tháng 11 năm 1997, Internet chính thức vào Việt Nam một nhà lãnh đạo yêu ừ. uh, ba trí tuệ và biết lắng nghe biết lắng nghe uh, trong những buổi họp mà ban điều phối quốc gia trên internet thì phó thủ tướng thường là dự thường là xuống dự trực tiếp thì cụ lắng nghe các bộ ngành có ý kiến có những cái khác nhau nhưng mà có cụ nguyễn khánh ở đấy thì mọi người cũng thấy là thấy những cái có lý của ủng hộ thì dễ đồng thuận sau 26 năm hòa vào mạng lưới internet toàn cầu, Việt Nam đã có sự phát triển vượt bậc về kinh tế, chính trị, văn hóa, xã hội, an ninh quốc phòng. Giờ đây internet đã tham gia vào mọi mặt của đời sống như một lẽ hiển nhiên. Nhưng để có được thành tựu như ngày hôm nay là cả chặng đường dài vật lộn về tư duy đổi mới, trong đó có dấu ấn quan trọng của những nhà lãnh đạo tâm huyết và trí tuệ như nguyên Phó Thủ tướng Nguyễn Khánh.